cây kim tiền nở hoa, ý nghĩa và phong thủy. Trong nhiều loại cây cảnh đẹp được đặt trong nhà, kim tiền là loại cây sang trọng và đặc biệt là mang đến ý nghĩa phong thủy bậc nhất. Đúng với cái tên, kim là phú quý, tiền là tài lộc, loại cây này thường được người ta mang tặng vào dịp khai trương hay tân gia. Tuy nhiên, ít ai biết cây kim tiền cũng nở hoa mang đến nét đẹp độc đáo hơn. Không chỉ thế cây kim tiền nở hoa còn mang đến nhiều ý nghĩa khác. Nhưng ai trồng cây kim tiền trong nhà, chắc hẳn đều đã biết về ý nghĩa phong thủy của nó, thế nhưng hầu hết người trồng lại không biết khi cây kim tiền nở hoa, các ý nghĩa này còn lớn hơn gấp nhiều lần. Cây kim tiền nở hoa là báo hiệu cho những điều may mắn sắp đến, hoa kim tiền thường có màu trắng hoặc vàng nhạt, có hình trụ dài mọc từ dưới gốc lên, trên hoa sẽ có những nếp uốn lượn hoa văn vô cùng độc đáo và một lá kẹ bao bọc bên ngoài, khi hoa nở, lá kệ bao bên ngoài này sẽ bung ra để lộ ra hoa phía bên trong. Thường thì cây kim tiền rất hiếm khi ra hoa, nên đối với những người làm ăn, loại cây này ra hoa báo hiệu nhiều thành công rực rỡ phía trước, bao gồm cả sự thăng tiến, tiền tài, sức khỏe và cả phú quý, giàu sang, công việc thuận buồm xuôi gió. Cây kim tiền nếu được chăm sóc đúng cách thì có thể ra hoa vào giai đoạn cây có đủ cành nhánh. Thời điểm trong năm cây ra hoa là vào mùa xuân và mùa thu. Đó là lý do người trồng thường bón phân kích thích cây ra hoa vào những thời điểm này. Muốn cây có thể ra hoa, người trồng cần chú ý về mọi điều kiện ánh sáng, nhiệt độ, độ ẩm, đất trồng và chăm sóc. Chúng tôi sẽ hướng dẫn cụ thể cho bạn theo quy trình sau. Mặc dù cây kim tiền rất hiếm khi ra hoa nhưng không phải là không ra hoa. Do đó, nếu kiên trì chăm sóc đúng cách, cây kim tiền của bạn vẫn có thể nở hoa mang đến nhiều may mắn, tài lộc hơn. Chúc bạn thành công với những kinh. Bấm đăng ký kênh ủng hộ em nha mọi người. Em cảm ơn.